Vâng, và xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh của em Huệ Ô tô Sài Gòn, chuyên mua bán và trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Hôm nay em vừa mới về thêm được một chiếc 7 chỗ gầm cao đến từ nhà Toyota anh chị ha. Fortuner, đây là phiên bản máy dầu số tự động 2022. Xe lăn bánh chỉ có là 37.000 cây anh chị nha. Đứng biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Máy dầu số tự động thì anh chị cũng biết đi cực kỳ tiết kiệm luôn. Vừa đi gia đình được, vừa kết hợp đi kinh doanh dịch vụ được luôn anh chị nha. Nội thất bên trong rất là đẹp luôn anh chị nha, chủ đi giữ kỹ, bảo dưỡng đều và đầy đủ hết từ trong hãng luôn. Máy dầu anh chị mình đi rất là tiết kiệm và lành tính luôn, 100 cây dao động từ 6 đến 7 lít anh chị, rất là ấn tượng luôn anh chị ha. Ghế ngồi bột da sẵn hết rồi, có dán phim cách nhiệt, bốn vỏ là vỏ zin heo xe hết luôn anh chị nha. Em Huệ đang chào bán với giá chỉ có là 995 triệu anh chị. 2022 chiếc xe này anh chị mình được bảo hành 5 năm đến 2027 hoặc là 150.000 cây tùy điều kiện nào đến trước, anh chị mình vô tư thoải mái đi luôn anh chị nha. 995 triệu, mức giá này là vẫn còn thương lượng chứ chưa phải là giá bán cuối cùng luôn anh chị nha. Anh chị yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em Huệ để Huệ hỗ trợ anh chị đầy đủ thông tin hơn cũng như là cái mức giá ưu đãi tốt nhất anh chị. Bên cạnh đó thì em Huệ có thu mua và trao đổi xe cũ luôn đến từ tất cả các thương hiệu, thu mua xe cũ tận nơi luôn anh chị nha. Ở đó có những chiếc xe đẹp anh chị nha, xe đi siêu nước luôn. Bên em Huệ thu mua cao hơn, cạnh tranh hơn thị trường 10 triệu, 20 triệu hoặc tương luôn anh chị nha. Anh rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ của anh chị. Và bây giờ em mời anh chị đi vào thông tin chi tiết của mẫu Fortuner này anh chị nha. Em xin mời. 7 chỗ gầm cao máy thoáng anh chị nha, mà lại là phiên bản máy dầu số tự động nữa thì đi rất là tiết kiệm luôn. Anh chị vừa đi gia đình cũng được, vừa kết hợp đi kinh doanh dịch vụ đều được hết luôn anh chị nha. Mặt ca lăng anh chị thấy nó còn sáng bóng luôn. Đèn của mình là đèn Rochester nè, màu trắng. Cái màu trắng ngọc trai này hồi trước nên anh chị mình mua xe mới á, giá nó sẽ cao hơn 8 triệu so với những cái màu khác luôn anh chị. Vỏ nè, vỏ zin heo xe, nó còn gì cui luôn nè anh chị nha. Mâm xe nè, gần như không cứng bóp chạy sướng gì luôn. Một chủ sử dụng từ đầu anh chị nha. Bốn vỏ này của mình đều là vỏ zin heo xe hết tuần thứ 38 của năm 2022 anh chị. Đừng đăng kiểm thì mình còn đến tháng 5 năm 2025 thì mình hết đăng kiểm anh chị nha. Xe thì có dán sẵn phim cách nhiệt rồi nè, bộ vè che mưa, tay nắm cửa có mạc rơm và cảm biến mở cửa. Cái này là zin heo xe luôn anh chị. Nội thất là hai ghế trước là đều có ngồi chỉnh điện hết luôn. Rất là tiện lợi luôn anh chị. Mẫu này là 2020 là cái bản nâng cấp rồi đó anh chị, cho nên ghế da của mình là màu đen nha, thay vì cái phiên bản tiền nhiệm cái ghế da nó sẽ là màu nâu. Ngồi rất là rộng rãi, cao ráo luôn anh chị nha. Hàng ghế phía sau này khoảng để chân rất là rộng. Ghế ngồi anh chị nha, nó còn căng cứng luôn. Chủ đi rất ít nha, 37.000 cây một chủ từ đầu. Cái tựa lưng ghế cho cái hàng ghế phía sau là mình có cả ba cái luôn nè anh chị, nhưng những đường chỉ may rất là tỉ mỉ và tinh tế. Nào, cái tóc bi cửa có mạc rơm nè, cửa lên xuống tự động nè anh chị ha. Khu vực này là bọc da, đây là nhựa nè. Anh chị thấy nó còn mới tinh luôn, keo chỉ về chất lượng xe rồi là liền lạc hết luôn anh chị nha. Bốn vỏ đều là vỏ zin, anh chị thấy vỏ nào vỏ nấy nó cũng dày cui luôn. Màu trắng ngọc trai, một cái màu rất đẹp và dễ đi ha. Màu trắng ngọc trai này hồi trước anh chị mua xe mới là giá nó sẽ cao hơn 8 triệu so với những cái màu khác đó anh chị. Phía sau có camera da đi cùng với nó là bốn cảm biến anh chị ha. Cái này mạ chrome luôn, sáng bóng luôn, tạo cái điểm nhấn cho phía sau xe của mình anh chị. Cốp nè, hàng ghế thứ ba nó anh chị ít sử dụng á, mình cứ treo nó qua hai bên hông thế này giúp em nè, mình tối ưu hóa được cái không gian anh chị ha. Đai ốc keo chỉ nè, nó còn nguyên zin hết luôn anh chị nha. Về chất lượng xe thì bên em Huệ bán ra là có cam kết với anh chị luôn bằng văn bản công ty nha, xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số mình không hạ, khung gầm nè anh chị nhìn mới tinh luôn nè anh chị. Em về là bên em cũng xịt rửa gầm chi tiết để cho anh chị nhìn thấy luôn cái chất thật nhất của cái xe luôn. Vỏ sơ cua dự phòng này gần như cái này là chưa chạm đất luôn nè anh chị nha, còn mới tinh luôn, gầm bể mới tinh. 5 năm thì đến 2027 anh chị định hết hạn bảo hành. Đặc biệt luôn là máy dầu số tự động của Toyota đi rất là tiết kiệm anh chị, 100 cây dao động chỉ từ 6 lít rưỡi ra cho đến 7 lít 2 anh chị nha, trên đường hỗn hợp. Còn nếu anh chị đi trong thành phố luôn thì nó cũng rơi vào chỉ có khoảng 8 lít 4 thôi anh chị, tiết kiệm lắm. Chị thấy nó còn mới tinh hết luôn anh chị. Đi 37.000 cây, chủ đi giữ kỹ và bảo dưỡng đều đầy đủ hết từ trong hãng luôn anh chị. Một chủ từ đầu anh chị nha. Biển tĩnh, em về nổ máy ra anh chị mình nghe cái âm thanh. Động cơ rất là lanh luôn anh chị nha. Máy 2.4 số tự động một cầu anh chị. Vô lăng là có ốp gỗ bọc da nha, có rule control anh chị. Lẫy số trên vô lăng nè. Mấy này nguyên zin theo xe hết luôn anh chị nha. Vô lăng còn mới cứng luôn. Ô đo hiện tại anh chị nha, 37.965 cây. Cái màn hình Toyota này là zin theo xe luôn anh chị nha. Có kết hợp cho màn hình này thì nói chung
Bluetooth cơ bản này, Bluetooth nghe nhạc đồ cơ bản anh chị nha, nó sẽ không có đa chức năng, đa cái tính năng như là những cái màn hình Android anh chị. Điều hòa mình chỉnh tự động ở đây là hai vùng anh chị nha. Điều hòa ở đây là mình chỉnh tự động hai vùng anh chị. Những chi tiết ốc gỗ này rất là đẹp luôn anh chị. Hộp số tự động 6 cấp, có Echo, Power và có thêm hệ thống cân bằng điện tử. Còn mới tinh hết luôn, cũ số i37000 cây, mới tinh luôn anh chị ha. Phía trên này có nâng cấp thêm cái camera hành trình phía trước. Gương chiếu hậu trong xe thì mình chống chói tự động anh chị. Cái này thì hộp lạnh, anh chị để nước mát còn vô được đúng anh chị. Đi đường rồi, mát có nước uống dọc đường. Xe là bảo hành 5 năm luôn anh chị nha, 2022. 5 năm. Đề nổ startup mà mang cái này thì chắc chắn không thể thiếu. Xe còn mới tinh luôn anh chị nha. Rồi, bây giờ em quậy mở phần khoang máy ra, mời anh chị mình cùng xem qua với em anh chị nha. Mở khoang máy ở bên này. Quay cận cảnh anh chị khoang máy của chiếc Fortuner anh chị nha. Máy dầu số tự động 2022. Ắc quy này thì mình thay mới rồi anh chị nha. Chiếc ắc quy cũ là khuyến cáo là không nên sử dụng nữa anh chị nha. Anh chị nè, những cái chấm sơn của phía nhà máy nè là còn nguyên zin hết. Cabo này, ốc cabo còn nguyên anh chị nha. Keo chỉ đây, em cận cảnh anh chị liền lạc. Nó chưa ra một con ốc nào hết luôn anh chị nha. Cái bích dập của phía nhà máy nè, đó là còn nguyên bản hết luôn. Xe bên em bán ra là về chất lượng là có cam kết với anh chị bằng văn bản công ty. Xe không đâm đụng, không ngập nước anh chị nha. Động cơ, hộp số mình không hạ, không đại tung. Anh chị thấy test hãng vô tư. Cabo nè, hai ốc còn nguyên zin hết anh chị nha. Ốc chân máy à. Xe rất là đẹp luôn. Còn bên cạnh đó thì xe vẫn đang còn bảo hành chính hãng, dài hạn đến năm 2027. Cho nên chị mình cứ thoải mái mà vô tư luôn anh chị nha. Có 3 test hãng toàn quốc luôn anh chị. Máy dầu 2.4 đi rất là lành tính và tiết kiệm luôn. 995 triệu anh chị nha. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này, liên hệ trực tiếp với em gọi nha. Để em hồi gửi đầy đủ thông tin hơn. Cũng như sẽ hỗ trợ anh chị cần một cái mức giá tốt hơn anh chị nha. Bên cạnh đó thì em có thu mua và trao đổi xe cũ đến từ tất cả các thương hiệu anh chị. Thu mua xe cũ tận nơi, xem xe em thanh toán luôn một lần. Xe anh chị đang còn vay vốn ngân hàng, em thấy chấp bên thứ ba thì bên em hoặc có mua bán ngoài giao dịch bình thường luôn. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mà mua bán hoặc trao đổi xe hoặc sử dụng anh chị nha. Em Huệ xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị mình ở những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp. Em xin chào.